Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 1. Các em thân mến, mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập tuần Toán 1 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Kết nối tri thức và cuộc sống. Chúng ta đến với tuần học 14, bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 và phần luyện tập chung. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, điền số thích hợp. 5 trừ 2 trừ 3 thì bằng mấy? Ở đây là phép trừ 3 số thì chúng mình cứ làm lần lượt từ trái qua phải thôi. 5 trừ 2 trừ 3, chúng mình sẽ thực hiện 5 trừ 2 bằng 3. Sau đó lấy 3 trừ 3 thì bằng 0. Như vậy chúng mình chọn đáp án là A. Tiếp theo là câu 2. Điền số thích hợp 9 trừ mấy bằng 3? Chúng mình có thể nhớ bảng trừ hoặc chúng ta dùng vẽ dấu chấm tròn ra. 9, thầy vẽ 9 dấu chấm tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Còn lại 3 đúng không? Thầy sẽ để lại 3, còn lại thầy gạch đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy thì 9 trừ 6 bằng 3. Đáp án là B. Tiếp theo là câu số 3. Phép tính thích hợp là phép tính nào mà kết quả lớn hơn 7 nhỉ? Ở đây chúng ta nhìn quan sát thấy đó là đáp án C. Bởi vì 9 trừ 1 bằng 8 và 8 lớn hơn 7 rồi. Tiếp theo là câu số 4. Phép tính có kết quả lớn nhất là, chúng mình cùng cộng nhé. Và cùng thử phép tính nào. 2 cộng 1 bằng 3. 5 cộng 0 bằng 5. 8 trừ 2 bằng 6. 2 cộng 2 bằng 4. Chúng mình thấy rằng kết quả 6 là lớn nhất, cho nên chúng mình chọn đáp án là C. Tiếp theo chúng ta đến với câu 5. Điền số thích hợp 10 trừ 5 sẽ bằng kết quả của phép tính nào nhỉ? Phép tính nào đây? Ta biết rằng là 10 trừ 5 bằng 5. Vậy phép tính nào cho ra kết quả bằng 5? Đó chính là đáp án B. Bởi vì 1 cộng 4 cũng bằng 5. Đáp án B nhé. Sau đây thầy cho mình cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1, điền số thích hợp 7 cộng 3 bằng mấy? Chúng mình nhớ bảng cộng bảng trừ để thực hiện bài 1 này nhé. 7 cộng 3 bằng 10. 5 cộng 0 bằng 5. 4 cộng 2 bằng 6. 6 trừ 0 bằng 6. 10 trừ 9 bằng 1. 8 trừ 8 bằng 0. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép tính theo chiều của mũi tên nhé. Chúng ta làm từ trái qua phải nào. 3 cộng 6 bằng 9. Bây giờ mình lấy kết quả 9 này mình trừ đi 5 nào. 9 trừ 5 bằng 4. Ta lại lấy 4 cộng 4 bằng 8. Và 8 trừ 3 bằng 5. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài 1 rồi. Tiếp theo thầy trò chúng mình cùng đến với lại bài 2, điền số thích hợp. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện phép cộng phép trừ nhé, theo cách là tách này, gộp này. Bức tranh thứ nhất chúng mình đếm xem có tất cả có bao nhiêu con vịt nào. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 con vịt này. Nó sẽ gồm mấy con vịt màu trắng đây? 1, 2, 3. Và mấy con vịt màu đen nhỉ? 1, 2, 2 con vịt màu đen. Như vậy chúng ta sẽ nói đây là 5 gồm 3 và 2. Phép tính cộng ở đây mình có thể thực hiện là gì? Chúng mình có 3 con vịt màu trắng cộng với 2 con vịt màu đen đúng không? Sẽ bằng 5 con vịt tất cả. Ta có 3 cộng 2 bằng 5. Hoặc chúng mình có phép tính đó là gì? 2 con vịt màu đen cộng với 3 con vịt màu trắng thì có tất cả là 5 con vịt. 2 cộng 3 bằng 5. Chuyển đến phép trừ nào. 5 chúng mình tách ra, có 5 con vịt chúng mình tách ra 3 con vịt màu trắng thì sẽ còn lại mấy con vịt màu đen nhỉ? Còn lại 2 con vịt màu đen. Chúng mình sẽ có phép trừ 5 trừ 3 bằng 2. Tương tự, có tất cả là 5 con vịt, chúng mình tách 2 con vịt màu đen ra thì sẽ còn lại mấy con vịt màu trắng nhỉ? 1, 2, 3. Vậy mình có phép trừ 5 trừ 2 bằng 3. Tiếp theo chúng mình đến với bức tranh. Ở đây chúng mình có tất cả là 1, 2, 3, 4 bông hoa. Gồm có 1, 2, 3 bông hoa màu hồng và 1 bông hoa màu tím. Như vậy ở đây chúng ta có phép tính trừ, phép tính cộng. Đó là 3 bông hoa màu hồng cộng 1 bông hoa màu tím, ta sẽ được tất cả là 4 bông hoa.
3 cộng 1 bằng 4. Hoặc chúng mình có thể nói là có 1 bông hoa màu tím cộng với 3 bông hoa màu hồng thì ta sẽ được tất cả 4 bông hoa. 1 cộng 3 bằng 4. Chuyển đến phép trừ, ở đây có tất cả 4 bông hoa. Chúng mình tách ra 3 bông hoa màu hồng sẽ còn lại 1 bông hoa màu tím. 4 trừ 3 bằng 1. Hoặc chúng ta có tất cả 4 bông hoa màu 4 bông hoa, chúng mình trừ đi tách ra 1 bông hoa màu tím, tách ra 1, còn lại mấy bông hoa màu hồng? 1, 2, 3. Vậy phép trừ của mình là 4 trừ 1 bằng 3. Tiếp theo chúng ta đến với bài số 3, điền số thích hợp. Chúng mình quan sát thấy ở trong bài 3, chúng ta thấy số ở đây ở trên hình tam giác này, đúng không? Đó là số 6. Chúng mình xem có quy luật gì không nhé. Chúng ta nhìn thấy tương tự cái hình ngôi nhà, đúng không? Mái nhà là 6 này. Thế còn cái số ô số 4 và ô số 2 cùng một hàng đây thì có ý nghĩa gì với số 6? Ta thấy rằng 4 cộng 2 bằng 6, đúng không? Như vậy, ở hàng giữa này sẽ là mấy cộng mấy bằng 6 nhỉ? Đó chính là số 3, em đã hiểu chưa? Vậy ta sẽ điền 3 vào đây. 3 cộng 3 bằng 6. Tương tự 6 sẽ gồm 1 và mấy nhỉ? 6 sẽ gồm 1 và 5. Vậy, ta điền số 5 vào đây, em hiểu chưa? Tương tự nào? 7 ở đây thì sẽ bằng 5 cộng 2 đấy. Vậy thì 7 sẽ bằng mấy cộng 1 nhỉ? 7 sẽ bằng 6 cộng 1. Và 7 sẽ bằng 4 cộng 3. Tương tự, 8 bằng 6 cộng 2 thì hàng giữa này sẽ là 8 bằng mấy cộng 4 nhỉ? 4 cộng 4. Và 8 bằng 5 cộng 3. Cuối cùng nào, số 9 sẽ bằng 7 cộng 2 bằng mấy cộng 8 nhỉ? Bằng 1 cộng 8. Và bằng 9 cộng 9 cộng 0, đúng không? Vậy mình đã xong bài 3 rồi. Tiếp theo là bài 4, viết phép tính thích hợp. Chúng mình cùng quan sát thấy rằng ở trong bài 4 này một rổ có mấy quả dứa nhỉ? 1 2 3 4 5 6. Chúng mình cộng với 1 2 3 4 quả dứa ở đây. Vậy có tất cả mấy quả dứa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hoặc em có thể ghi là 4 cộng 6 bằng 10 cũng được nhé. Thế bây giờ đến phép trừ. Có tất cả 10 quả dứa này. Bây giờ thầy sẽ đi tách ra 4 quả dứa ở rổ này thì sẽ còn lại mấy quả dứa nhỉ? Còn lại mấy? Còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoặc em có thể ghi phép trừ là 10 trừ 6 bằng 4 cũng đúng nhé, em nhé. Vậy là thầy cho mình đã làm xong bài tự luận 4, kết thúc bài tập của tuần học 14 rồi. Thầy chúc em học tốt. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.